Hương chào các con khối 7. Trong hệ thống các biện pháp kỹ thuật trồng trọt, giống cây trồng chiếm vị trí hàng đầu. Phân bón, thuốc trừ sâu là những thứ cần thiết nhưng không phải là yếu tố trước tiên của hoạt động trồng trọt. Không có giống cây trồng là không có hoạt động trồng trọt. Chủ đề giống cây trồng ngày hôm nay sẽ giúp tất cả các con hiểu rõ được vai trò của giống và các phương pháp chọn tạo giống cây trồng. Và chủ đề giống cây trồng của tiếp theo sẽ giúp cho tất cả các con nắm hơn, đó là sản xuất và bảo quản giống cây trồng. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu trước, đó là vai trò và các cây phương pháp chọn. Chúng ta tìm hiểu qua phần đầu tiên, đó là vai trò của giống cây trồng. Tụi con quan sát hình, tụi con thấy người ta so sánh đối với giống cũ và giống mới năng suất cao. Và người ta đi qua ba yếu tố. Thứ nhất đó là năng suất, thứ hai là các vụ gieo trồng, và thứ ba là cơ cấu cây trồng. Tụi con quan sát hình đầu tiên. Thứ nhất đó là dùng giống cũ, thứ hai là dùng giống mới năng suất cao. Có một câu hỏi đặt ra cho tụi con, đó là thay giống cũ bằng giống mới năng suất cao có tác dụng gì? Đó là làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản. Tụi con thấy đây là cái bắp. Và tụi con thấy dùng giống mới năng suất cao, chúng ta thấy là gì? Cho sao năng suất nhiều hơn và chất lượng cây bắp nó nhiều hạt hơn, nó lớn hơn và nó ngon hơn. Chúng ta quan sát hình, đây là kết quả của giống mới ngắn ngày đây. Thứ nhất là giống bắp cải mới nè, năng suất cao, và giống bí đỏ mới to, ngọt và dẻo. Đó, chúng ta thấy tăng năng suất, thấy chưa, và tăng chất lượng. Rồi chúng ta quan sát qua hình thứ hai, đó là dùng giống cũ dài ngày thì có hai vụ, đó là vụ chim và vụ mùa. Còn dùng giống mới ngắn ngày thì có ba vụ, đó là vụ xuân, vụ hè thu và vụ đông. Thì có câu hỏi đặt ra cho tụi con, đó là sử dụng giống mới ngắn ngày có tác dụng gì đến các vụ gieo trồng trong năm? Đó là tăng số vụ gieo trồng. Tụi con thấy đó, giống mới ngắn ngày có 3 vụ ha, và giống cũ dài ngày có 2 vụ thôi. Và chúng ta quan sát tiếp, đó là về cơ cấu cây trồng. Thì người ta đặt câu hỏi cho mình đây, sử dụng giống mới ngắn ngày có ảnh hưởng như thế nào đến cơ cấu cây trồng? Tụi con thấy đối với giống cũ dài ngày cơ cấu chỉ có 2 thôi, 2 vụ thôi. Nhưng mà dùng giống mới ngắn ngày có 3 vụ là lúa, hoa màu và lúa đó. Thì đó là chúng ta thấy làm sao đây, đó là thay đổi cơ cấu cây trồng. Và tụi con thấy thay đổi như thế này, lúa, hoa màu và lúa, thì nó còn có một tác dụng nữa, đó là thay đổi nguồn thức ăn của sâu. Tại vì chắc chắn trong quá trình trồng cây thì sẽ bị sâu tấn công, và cái quá trình này giúp cho thay đổi nguồn thức ăn của sâu, và cũng là một cái cách để mà phòng trừ sâu bệnh. Và chúng ta đúc kết lại được vai trò của giống cây trồng như sau. Đó là giống cây trồng tốt có tác dụng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng. Để đánh giá được giống cây trồng nó tốt hay không thì người ta sẽ đưa ra các tiêu chí, và người ta dựa trên tiêu chí đó để đánh giá được đó là giống cây trồng tốt. Thì chúng ta có một câu hỏi như sau: em hãy cho biết tiêu chí nào sau đây không phải là tiêu chí của giống cây trồng tốt. Có 5 tiêu chí người ta cho mình. Đó là sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương. Thứ hai là có chất lượng tốt. Thứ ba có năng suất cao và ổn định. Thứ tư là chống chịu được sâu bệnh. Và thứ năm là có năng suất cao. Và chúng ta coi tiêu chí nào không phải.
đó là tiêu chí có năng suất cao. Đây chưa đạt được điều kiện cần và đủ để được nói rằng đó là giống cây trồng tốt. Tại vì sao vậy? Tại năng suất cao chưa đủ mà phải là năng suất cao và ổn định. Và tiêu chí của giống cây trồng tốt được nói như sau. Thứ nhất, sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu đất đai và trình độ canh tác của địa phương. Thứ hai là có chất lượng tốt. Thứ ba, có năng suất cao và ổn định. Và thứ tư, đó là chống chịu được sâu bệnh. Chúng ta đã bước qua được hai vấn đề của chủ đề giống cây trồng ngày hôm nay. Đó là vai trò của giống cây trồng và tiêu chí của giống cây trồng tốt. Vậy bây giờ chúng ta bước qua số 3, đó là phương pháp chọn tạo giống cây trồng. Có 3 phương pháp, đó là phương pháp chọn lọc, phương pháp lai và phương pháp gây đột biến. Bây giờ thầy và các con chúng ta cùng tìm hiểu từng phương pháp. Chúng ta tìm hiểu phương pháp đầu tiên, đó là phương pháp chọn lọc giống. Chúng ta nhìn hình. Thứ nhất là từ nguồn giống khởi đầu là số 1. Chọn các cây đó đặc tính tốt, thu lấy hạt. Người ta sẽ gieo hạt của các cây được chọn là số 2. Và so sánh với giống khởi đầu là số 1. Và với giống địa phương là số 3. Nếu tốt hơn thì người ta lấy cái số 2, nếu tốt hơn số 1 và số 3 thì lấy cái giống ở số 2 này nè, mang ra để sản xuất đại trà. Nghĩa là mang ra cho mọi người, các nông dân, người ta trồng trọt. Chúng ta có một bài tập như sau. Các con hãy sắp xếp theo thứ tự quy trình thực hiện phương pháp chọn lọc giống. Người ta cho chúng ta là A, B, C. Nhiệm vụ của tụi con làm sao mà sắp xếp cho thầy là cái quy trình số 1, số 2, số 3. Số 1 là cái gì? Số 2 là cái gì? Số 3 là cái gì? Rồi chúng ta có quy trình như sau. Thứ nhất, đầu tiên đó là từ nguồn giống khởi đầu, chọn các cây có đặc tính tốt, thu lấy hạt. Quy trình thứ hai, đến thứ hai, một rồi đến bước hai, đó là gieo hạt các cây được chọn và so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương. Và tới bước ba, đó là nếu tốt hơn thì nhân giống cho sản xuất đại trà. Chúng ta dựa vào lý thuyết chúng ta đã học đó. Rồi chúng ta quan sát hình, thấy là đây là phương pháp lai tạo giống nè. Thế là có cây bố, cây mẹ và cây lai. Thì phương pháp này là gì? Đó là lấy phấn hoa của cây dùng làm bố, thụ phấn cho nhụy hoa của cây dùng làm mẹ. Sau đó lấy hạt của cây dùng làm mẹ, gieo trồng và ta được, đó là cây lai. Và chọn cây lai có đặc tính tốt để làm giống. Là nó mang cái đặc tính tốt của cây dùng làm bố và cây dùng làm mẹ. Đó là phương pháp lai tạo giống. Rồi các con hãy sắp xếp theo thứ tự quy trình thực hiện phương pháp lai tạo giống. Nghĩa là người ta cho mình A, B, C, D. Chúng ta làm sao sắp xếp theo quy trình đúng. Vậy quy trình phương pháp lai tạo giống như sau. Lấy phấn hoa của cây dùng làm bố, thụ phấn vào nhụy hoa của cây dùng làm mẹ. Bước 2. Bước 3 là lấy hạt của cây mẹ đi trồng được cây lai. Và cuối cùng bước 4, đó là chọn các cây lai có đặc tính tốt để làm giống. Là quy trình thực hiện phương pháp lai tạo giống. Rồi, chúng ta quan sát hình, đây là những giống hoa mới được lai tạo tại Việt Nam. Đây là hoa lan, con thấy là lai tạo rất là đẹp và nó sống được ở tại Việt Nam. Tại đa số những cây này ở bên nước ngoài và chúng ta tìm hiểu qua phương pháp cuối cùng, đó là phương pháp gây đột biến. Phương pháp gây đột biến là người ta sử dụng tác nhân vật lý như là tia alpha, tia gamma để người ta chiếu vào, hoặc là các chất hóa học như là ethimetan, sulfonat,
nitrozoetiure để ngâm, đối với hóa học đó, ngâm tiêm phun vào các bộ phận của cây như hạt, nụ hoa và mầm. Tác nhân vật lý người ta chiếu tia, được chưa? Tác nhân hóa học là ngâm tiêm phun vào đâu? Vào nụ hoa và mầm. Những điều chúng ta có thể chưa biết. Ở Việt Nam hiện nay, phương pháp gây đột biến được sử dụng để chọn giống cây trồng từ nguồn tia gamma là nguồn phóng xạ chủ yếu. Thì hình hồi nãy thầy đưa cho tụi con á, đó là nguồn tia, tức là cái máy đó là phát ra tia gamma. Thì vấn đề lai ta thấy rằng là từ giống cúc màu trắng tạo ra được giống hoa màu vàng, từ giống cúc màu vàng pha lê hoa màu vàng cánh ống nhân được giống hoa màu vàng cánh mở, và từ giống cúc tím Đài Loan nhân được giống hoa màu nâu vàng. Cái là đột biến nó khác đi với cái chủng loại gốc của nó, người ta gọi là đột biến đó. Và đột biến là người ta lấy là gọi là đột biến có lợi. Còn đặc biệt là phương pháp sử dụng hóa chất ngày nay bị hạn chế, tại vì ta nói hóa chất là độc và nguy cơ gây ung thư cao đó. Đối với cây ăn trái là người ta hạn chế vấn đề này. Rồi chúng ta quan sát thứ nhất, đây là sản phẩm của cái lai, nếp lai nè tụi con đó. Rồi đây là sản phẩm của đột biến, tụi con thấy không, lai nè, thấy không, là đột biến đó. Chúng ta thấy đột biến nó bự hơn đó, là chúng ta đổi màu được màu hoa gốc của nó nè đó. Rồi giống lúa năng suất cao, ta thấy rằng là người ta lai được những giống lúa mà có năng suất rất là cao. Rồi đây là đột biến nè, đó là người ta những loại cam không hạt, chanh không hạt, thì tụi con thấy đó là người ta đột biến đó. Tại chanh cam đương nhiên nó phải có hạt đúng không, nhưng mà khi người ta dùng phương pháp gây đột biến thì chanh và cam hoặc là dưa hấu tụi con thấy là nó không có hạt. Rồi bài học lý thuyết chúng ta đã hết rồi. Thì để ôn tập cho bài học ngày hôm nay, tất cả tụi con qua làm bài trắc nghiệm trên Google Form, trên hệ thống lớp học kết nối. Và để chuẩn bị cho tiết học sau thì tất cả tụi con tìm hiểu trên Internet. Chúng ta sẽ học thầy Google của mình, đó là chúng ta tìm hiểu một số phương pháp nhân giống vô tính. Thì các con mến, bây giờ bài chúng ta kết thúc. Tụi con làm bài tập trắc nghiệm cho thầy. Chúc các con luôn luôn học tốt và bình an. Chào tất cả các con.